Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay công việc mình lu bu quá, mình không có lên cá cho các bạn được. Thì nhiều bạn hỏi, nhưng mà đợt này mình lên mấy con cá này là làm giống ok nha các bạn. Mình đưa lên cái co phơm trên cái keo để mình phơm ra ha. Thì giờ này cũng 7 giờ mấy rồi, trời tối rồi, nhưng mà thôi mình tranh thủ, có khi cá nó cũng ngủ nó không chừng. Mà kể cái quay cho các bạn thấy được ok thì các bạn mua, còn không ok thì thôi quay lên đăng cho bạn xem chơi vậy đó ha. Thì đợt này mình lên thì cứ ba bé trống tặng thêm ba bé mái cùng loại là ok, thì để các bạn về làm giống nha bạn. Thì mỗi một ba bé trống đó là 100k với 30k tiền ship đó. Đây thì mình theo mình ghi số các bạn, ví dụ ba số 1 đó là ba bé trống chơi cùng nhau đó là 100k với 30.000 ship, tặng thêm ba bé mái cùng loại. Mà tại vì mái mình không có form lên cho nên ví dụ như Dumbo thì mình về làm giống thì có khi tay nó hơi bị rách, nó chưa bóng bẫy chút ha. Nhưng mà tặng các bạn ba con mái cùng loại. Đây là cái combo thứ nhất là số 1 là cái bé sao mình không có máy mình quay trời tối dở quá. Một bé Dumbo xanh nữa bạn ha, Dumbo xanh blue các bạn đó, là bé trống Dumbo xanh blue ha, là một con trống ha. Cái thứ hai nữa là con trống Dumbo lavender ha, sai cái trống hát muôn này là 4,5 cm tới 5 cm nữa các bạn. Còn BK thì từ 3,8 cm ha, 3,5 cm 3,8 cm ha. Tại BK thì dòng đuôi ngắn này nó ngắn hơn, mà về cá này còn phơm còn yêu lắm các bạn. Về cái máy các bạn dưỡng cho ăn trùng cỡ một tuần lễ thì ép được nha. Đây là con thứ hai đó. Giờ con thứ ba là một cái con gì, samurai xanh nha các bạn đó. Tối rồi nó chưa quay qua đây, nó chưa gặp với con bên đây, nó chưa sung nha. Với hai nữa mình gọi cái đèn lát vô nè, nó sợ bạn, giật mình nó cháy mắt nè. Ở đây là con samurai xanh ha. Đó, quay qua đây coi, quay qua đây thấy con địch thủ rồi. Samurai xanh. Đó, thấy rồi đó bạn, mình thấy bên kia rồi đó. Đó, là một bé trống samurai xanh. Đó, hai con Dumbo, một Dumbo blue, một Dumbo lavender với một con samurai xanh ha, đó là combo số 1 ha. Rồi tới combo số 2 là cũng là một, đầu tiên là một bé samurai xanh luôn các bạn. Đó, con này nó sung rồi, con kia nó chưa nhìn thấy. Đó, đây là một con samurai xanh là một, combo số 2, ba con thì cũng 100k gan vậy. Con thứ hai là cái con Dumbo lavender quá sung luôn các bạn. Đó ha. Dumbo lavender nghe các bạn, cái tai bơi rất là to, cá này là xịn sò về làm giống ok các bạn, quá ok luôn. Chỉ có 100k các bạn có ba con về làm giống. Và con thứ ba tức là con Super Red Hát Muôn nữa các bạn. Đó, trời tối cho nên là nó không có kè, nó không sung, thôi các bạn yêu cầu quá mình quay cho các bạn. Chứ mình quay này mình cũng chưa có vừa lòng các bạn. Tại tối rồi nó lo đi ngủ, mình quay mình cầm cái máy mình còn buồn ngủ. Rồi tới bắt đầu tới combo số 3 ha. Combo số 3 bé đầu tiên là bé Dumbo White Hát Muôn. Đó. Dumbo White Hát Muôn các bạn. Đó, sung quá. Quá sung rồi. Mình kiếm con bên kia các bạn. Dumbo White Hát Muôn ha, quá đẹp ha. Cái máy mình quay trời tối nó dở quá. Các bạn gắng ủng hộ mình nhiều để mình có tiền mua cái máy mới quay xịn cho các bạn coi ha. Đó là con combo số 3, là con thứ nhất là con Dumbo White ha. Hát Muôn. Rồi. Con thứ hai là con có số nè bạn, số 3 nè bạn, nhìn số trên cái hồ kiến nha. Con này là samurai xanh luôn nè các bạn. Đó, đẹp không? Cái phong quá đẹp ha. Đó, samurai xanh ha. Và con thứ ba là con Dumbo White, Dumbo lavender các bạn. Đó. Bọt nè, cái bọt các bạn thấy nó sung không, mà tại trời tối rồi là nó muốn đi ngủ rồi đó chứ. Đó, là con số 3 là Dumbo lavender nha các bạn. Đó. Rồi tới qua cái combo số 4 cũng là một bé, đầu tiên là bé samurai xanh các bạn. Đó, cái này về là ép luôn ok nha. Con số 4 là samurai xanh. Mua số 4, con thứ nhất là samurai xanh. Rồi, sang con thứ hai là cái con Super Red Hát Muôn. Đó, sung gà, sung gà. Quá sung rồi. Super Red Hát Muôn nè.
xuống mà bà ơi. Đó. Tối ngủ mà bắt thức vậy rồi đánh lộn cũng hơi hơi buồn hơi ha. Đó, con số 4 và con thứ ba của combo số 4. Con là Dumbo Blue Green, green nhưng mà luôn mà nó có viền vàng đẹp không? Đó. Đó là con thứ ba của combo số 4 ha. Rồi, cái combo số 5. Combo số 5 là đầu tiên là con gì đây? Đây đây, cũng là một con samurai. Combo số 5 đầu tiên là một con samurai nha các bạn. Đó, quả con này sung đẹp quá anh ơi. Samurai. Đó là con rồi. Con thứ hai của combo thứ 5 đó là con Dumbo Lavender. Quả sung. Tối mà nó ông chủ nó gọi đèn bắt đi sung lên đánh lộn. Hơi kỳ quá ha. Đó. Rồi con thứ ba, rồi con này ngủ luôn nè bạn ơi. Nè con Dumbo Wai nha. Ngủ luôn rồi. Dumbo Wai hát môn nha các bạn. Đó là ba con của combo số 5 nha. Rồi. Tới con số 6 3 số 7 6 7 8 9 là mấy con này là con cá khủng không bạn, cá sai cối, cá này là mình đã ép rồi nha. Nhưng các bạn muốn thay máu đổi máu thì các bạn để lại cho các bạn là con số 7 đi. Con số 7 này là mà 60k sai cối nha. 60k tặng thêm một con cá mái cối luôn. À, các bạn muốn đổi dòng đổi máu thì các bạn mua cái dòng này liêm. Cái này là mình cá giống của mình ép là được hai lứa rồi, xong bây giờ mình không có chỗ nữa mình nghỉ ép các bạn. À, đó là con số 7 nè. Con số 8 gì nè, có này là nó dạ quang các bạn. Nemo dạ quang nha. Nó có máu nè, dạ quang bụng ở dưới xanh xanh ép ra nè, cái đầu nó xanh nè các bạn thấy không? Đó, là số 8 nè. Số 9 cũng gì nè bạn ơi. Số 9 là ngủ rồi, ngủ ở dưới luôn rồi. Cũng Nemo, coi Nemo dạ quang luôn nha bạn. Có máu dạ quang đó nha. Nè. Lúc trước là mình lúc đó cái đầu xanh xanh lúc mình ép thì là nó dạ quang, bây giờ nó xe cối lên cái nó ít dạ quang lại còn cái mỏ cái đầu không nè mà ha. Đó. Ba bé ha, 7 8 9 ha, là mỗi bé 60k tặng thêm một bé máy luôn ha. Rồi ok các bạn ha. Mà các bạn đi đơn là từ 100k trở lên mình mới ship nha các bạn. Đó. Ok các bạn luôn, tại vì mình như cá Dumbo Lavender thôi, hoặc là mình từng con mình bán lại là 40k một cặp. Đó. Nhưng mà ba cặp cái mình đưa vô thành 100k giảm cho các bạn, tặng thêm cái máy luôn. Là tính ra các bạn có ba cặp giống chơi là chỉ có 100k cái bài đoàn ship. Rồi, các bạn nào yêu thích cặp nào thì liên hệ với mình ha. Đó. Qua cái số điện thoại mình để trên màn hình ha. Inbox Zalo nha các bạn. Còn các bạn mà điện thoại mà thấy hình ảnh Zalo luôn ngày giờ hành chính hay là tối đêm khuya là mình không có nghe máy nha bạn. Bằng ngày mình làm là mình không có nghe, tại nó lên hình ảnh từ cái tiếng lâm sùm. Cái thứ hai tối đang ôm vợ một bạn gọi Zalo gọi hình ảnh thì mình không có bắt máy nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.